Huấn luyện viên Park Hang-seo phản pháo quan điểm nói tuyển Việt Nam chỉ ăn may. Huấn luyện viên Park Hang-seo không giấu nổi niềm vui khi lọt vào vòng tứ kết ASEAN Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam. Ông cũng tỏ ra không hài lòng khi thành tích ấy của đội tuyển Việt Nam bị cho là có nhiều phần may mắn. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói, "Chúng tôi vào vòng 16 đội và không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi cảm kích trước tinh thần của các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Đội bóng của tôi có chất lượng, tôi không đồng ý với quan điểm Việt Nam đã gặp may và chỉ biết phòng ngự. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể." Đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8 với vị thế là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cả đội phải chờ đến những giây phút cuối của trận đấu giữa Lebanon và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mới biết được số phận tại ASEAN Cup 2019. Lối chơi của tuyển Việt Nam thiên về phòng ngự cũng gặp nhiều ý kiến. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Jordan ở vòng 1/8 ASEAN Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, "Tôi có đọc một bài báo trên Fox Sports Asia nói về việc đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự tiêu cực. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm hết sức và đó là thứ bóng đá phù hợp với đội bóng." Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói tiếp về chiến thắng trước Jordan, "Thực tế tôi kỳ vọng các cầu thủ chơi cẩn thận tối đa trong hiệp 1. Ở bàn thua đầu tiên, họ đã làm tốt nhất có thể rồi," huấn luyện viên Park Hang-seo giải bày. Ông nói tiếp, "Khi nghiên cứu Jordan, chúng tôi biết họ hay chuyền dài và hôm nay tôi cho các cầu thủ dâng cao đội hình hơn, hỗ trợ tấn công tốt hơn cho các chân sút phía trên. Jordan phản công rất nhanh, huy hùng ở giữa sân để chống lại các đợt phản công nhanh. Nhìn chung, hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi tốt hôm nay." Đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc ở hiệp 1 nhưng lại chơi cực hay trong hiệp 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo cười khi nghe câu hỏi về việc đã làm gì để kích thích tinh thần đội ở giờ nghỉ giữa hiệp. "Tôi không làm điều gì đặc biệt, tôi chỉ nhắc nhở những đường chuyền dài qua hàng phòng ngự đối phương, tìm khoảng trống phía sau lưng họ, Quang Hải di chuyển ra biên nhiều hơn, thỉnh thoảng hãy vào nhận giữa bóng, cuối cùng là không bao giờ đầu hàng," huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại Dubai và đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Trận tứ kết của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tới. Một năm trước, Park Ben thành anh hùng, giờ dự bị, Dũng Một treo status bất ngờ sau trận Jordan. Dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Sau lượt đá luân lưu nghẹt thở vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Jordan với tỷ số 4-2 để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Chiến thắng xuất sắc của các cầu thủ tuyển Việt Nam tối qua đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Chiến thắng lúc này chính là kết quả hoàn toàn xứng đáng có được sau những gì các chàng trai áo đỏ đã thể hiện trên sân cỏ. Mặc dù không được ra sân, nhưng anh chàng Bùi Tiến Dũng vẫn hòa vào chung niềm vui chiến thắng. Anh nhanh chóng treo status chúc mừng đội tuyển Việt Nam cũng như tự an ủi bản thân mình. "Kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta đủ niềm tin, tuyệt vời quá Việt Nam." Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng những đồng đội thân thiết sau trận đấu vừa qua cùng dòng trạng thái, "Kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta đủ niềm tin, tuyệt Việt Nam." Bên dưới phần bình luận, nhiều sao Việt cũng nhanh chóng vào chúc mừng nam thủ môn cùng các cầu thủ. "Đại nhân, các em là những chiến binh xuất sắc, luôn chơi tập trung và cống hiến hết mình, chiến thắng đầy xứng đáng. Đình Trọng, chúc mừng ông và toàn đội nhé." Quang Minh, tuyệt vời lắm các em, chúc mừng tuyển Việt Nam, các em xứng đáng lập nên những kỳ tích của bóng đá. Ai cũng tự hào về những chiến binh sao vàng của Việt Nam. Kể từ đầu giải cho đến nay, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được ra sân thi đấu phút nào. Trong lúc các đồng đội đang thi đấu hết mình, thì nam thủ môn chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi từ xa. Dù cơ hội chỉ mỉm cười với Bùi Tiến Dũng, nhưng bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều đồng đội và cổ động viên chân thành. Văn Lâm chạy đến ôm Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, hai đồng đội chơi cùng vị trí của mình để ăn mừng. Hành động đẹp của Văn Lâm với Dũng Một sau trận thắng, xứng danh đàn anh. Chiến thắng Jordan đúng kỷ niệm một năm ngày cưới. Đây là quà Quế Ngọc Hải dành tặng vợ. Tình cảm ngọt ngào mà Quế Ngọc Hải dành cho vợ nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới đã khiến người hâm mộ trầm trồ ghen tị. Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính trước Jordan tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-2, dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành thắng lợi vô cùng thuyết phục, khiến cả châu Á ngã mũ thán phục. Với riêng Quế Ngọc Hải, chiến thắng này lại càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào đúng kỷ niệm một năm ngày cưới của anh. Sau chiến thắng ngọt ngào, trung vệ xứ Nghệ,
đã đăng tải lên trang cá nhân một hình ảnh đặc biệt. Cụ thể, vì FIFA quy định các cầu thủ không được đeo nhẫn cưới vào sân, nên Quế Ngọc Hải đã quyết định dán một chiếc băng cá nhân vào ngón tay và vẽ lên đó hình trái tim cùng số 1. Đăng kèm hình ảnh, anh cũng dành cho vợ những lời lẽ ấm áp. Kỷ niệm một năm ngày cưới, cảm ơn em vì mọi điều đã diễn ra trong một năm tuyệt vời. Và sẽ thêm nhiều năm như thế này nữa, yêu em, anh sẽ về, nhưng chưa phải hôm nay. Anh chàng cũng selfie cùng Bùi Tiến Dũng và khoe ngón tay đeo băng dán vẽ hình trái tim. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải còn tranh thủ selfie với Bùi Tiến Dũng, nhưng cố tình giơ ngón tay với hình trái tim trên chiếc băng dán như muốn thể hiện tình cảm với vợ trên mọi mặt trận, mọi hoàn cảnh. Thậm chí trước khi trận đấu diễn ra, Quế Ngọc Hải đã mua nhẫn kim cương và hoa nhờ một người bạn gửi về nhà tặng vợ. Món quà mà Quế Ngọc Hải tặng vợ nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Vợ Quế Ngọc Hải đã viết trên trang cá nhân kèm theo hình ảnh những món quà của chồng tặng cho mình khiến dân tình ghen tị. Vào thời khắc quan trọng nhất, bà tập trung tinh thần trước trận đấu nhưng vẫn không quên làm em bất ngờ trong ngày hôm nay. Trong một năm ngày cưới, mọi thứ vẫn trọn vẹn như phút ban đầu. Em có thêm một gia đình, một thiên thần, chưa một ngày lễ hay kỷ niệm nào ba quên dành những điều tuyệt vời cho em. Nhưng điều đáng quý hơn vẫn là cách tặng, luôn là những bất ngờ mà em không bao giờ nghĩ tới. Vợ chàng đội trưởng rất hạnh phúc trước sự bất ngờ mà chồng dành tặng mình. Cặp đôi khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ bởi cách thể hiện tình cảm ngọt ngào. Danh hài từng chê Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí, giờ nói gì? Trước đó Đặng Văn Lâm bị chê trong trận gặp Iraq, nhưng giờ đây là điều ngược lại. Trước đó từng không đánh giá cao thủ môn Đặng Văn Lâm trong những pha cản phá bóng chết, nhưng lần này nam diễn viên hài chiến thắng đã phải nhận định lại. Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam, chiến thắng cho hay, sau khi xem trận đấu tôi thấy sung sướng vô bờ bến. Hôm qua trước trận, tôi có làm thơ và nói rõ, nếu chiến thuật của mình rõ ràng lên thì cứ yên tâm vì Jordan họ đá theo cảm hứng. Họ cậy thể lực thôi, chứ họ có mỗi một chiến thuật là chuyền bóng xa, chuyền xa rồi tạt cánh đánh đầu. Cầu thủ của mình hôm nay biết mình có thể lực hạn chế nên chiến đấu rất chuẩn, cứ đánh trung lộ và kỹ thuật có thừa nên khiến đội bạn bị rối. Trước đó trong trận Việt Nam gặp Iraq, chiến thắng từng lên tiếng chê trách Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí và không tự tin khi bắt những pha bóng chết. Nam diễn viên hài cho rằng có thể do tinh thần của thủ môn bị ảnh hưởng vì những tin đồn được một đội bóng nước ngoài mời thi đấu. Khi được hỏi về đánh giá thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận Việt Nam Jordan, nam diễn viên hài nhận định hôm nay Lâm chơi rất tốt, phán đoán bóng tốt nên có nhiều bàn cú thua. Trừ pha cầu thủ đội bạn xuất phạt hiểm quá thì không nói làm gì. Nói chung hôm nay Lâm ra vào tốt, nhất là bắt Brandy. Nhiều người nghĩ không có Bùi Tiến Dũng như năm ngoái, thì năm nay người xem sẽ hoang mang trước lượt đá Brandy. Tuy nhiên, Lâm đẩy được pha bóng đầu tiên là tôi thấy rất yên tâm, chắc chắn mình sẽ thắng. Chiến thắng, xem bóng cùng cả nhà trong trận tối qua. Ngày 20 tháng 1, bà xã anh cũng rất hâm mộ bóng đá. Sau khi xem trận Việt Nam Jordan, gia đình anh tiếp tục theo dõi trận Thái Lan gặp Trung Quốc. Báo nước ngoài đồng loạt khen ngợi Việt Nam tạo cơn địa chấn, tin tưởng sẽ đánh bại Nhật Bản. Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam đã khiến cả châu Á phải rung động. Các trang báo nước ngoài đồng loạt đưa tin khen ngợi và cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau loạt suất luân lưu nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Jordan để trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và màn trình diễn đỉnh cao mà các chàng trai áo đỏ đã thể hiện. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều hào hứng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, không chỉ có người hâm mộ trong nước mới vui mừng, mà ngay cả các fan bóng đá khắp châu Á cũng dành những lời ca ngợi hết sức ưu ái, ghi nhận công sức của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không những thế, đội tuyển Việt Nam còn được ca ngợi là rồng vàng. Tờ On Anbat, một trong những tờ báo của Jordan, thừa nhận đội nhà chơi không tốt bằng Việt Nam. Trước màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, tờ báo chính Jordan cũng phải thừa nhận đội nhà chơi không tốt và không đồng đều. Mặc dù Jordan chơi tốt ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Việt Nam đã gây sức ép lớn, buộc Jordan phải thay đổi lối chơi. Jordan đã bị biến động tâm lý và không thể làm tốt ở loạt suất luân lưu. Bên cạnh đó, những trang báo lớn như Fox Sports cũng choáng ngợp trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và dành cho những chiến binh áo đỏ nhiều lời khen ngợi.
Foxport đưa tin về trận đấu giữa Việt Nam với Jordan, đồng thời nhắc lại câu nói Hot Chen, mấy ngày gần đây, anh sẽ về nhưng chưa phải hôm nay. Foxport, Asia Lee gọi Việt Nam là những chú rồng vàng. Tuyển Việt Nam đã chơi xuất sắc từ đầu trận. Trong tình huống ghi bàn, Công Phượng đã kết thúc hoàn hảo sau đường chuyền như đặt của Trọng Hoàng. Đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng ở đẳng cấp tầm châu lục. Trang chủ Facebook của ASEAN Cup 2019 vinh danh tuyển Việt Nam. Tờ New Chen Sam khẳng định Việt Nam đã đánh bại Jordan trên chấm phạt đền để giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Tờ báo này cũng ca ngợi những ngôi sao trong trận đấu vừa ngày vừa qua như Công Phượng, Văn Lâm và Tiến Dũng. Mặc dù Trung Quốc cũng vừa giành chiến thắng trước Thái Lan, nhưng truyền thông và người hâm mộ nước này cũng không quên chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tờ China Sports nhận định Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản nếu lọt vào vòng tứ kết. Không những thế, một số tờ báo và trang thông tin của Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng dành những lời khen có cánh cho vị huấn luyện viên tài ba cũng như các học trò của ông. Tờ Chosun ca ngợi thầy Park đã một lần nữa làm nên phép thuật. Việt Nam đã tiến vào tứ kết cúp châu Á, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn sót lại. Phép thuật của Park Hang-seo lại một lần nữa được nâng tầm. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Việt Nam lọt vào tứ kết giải châu lục, họ có quyền tự hào về màn trình diễn này. Chung niềm hân hoan, tờ John An cũng không giấu nổi sự thán phục dành cho huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trước đó thầy Park và các học trò tưởng chừng như đã phải dừng chân ở vòng loại. Tờ John An viết, đây là lần thứ tư liên tiếp ông Park làm nên điều kỳ diệu kể từ khi dẫn dắt Việt Nam. Ông ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng tuyển Việt Nam một lần nữa biết cách tạo ra chiến thắng. Tờ báo này cũng viết thêm, chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2019 là 1m75, thấp nhất trong số 24 quốc gia tham dự. Tuy nhiên, huyền thoại Việt Nam vẫn chơi bóng rất mãnh liệt và kiên cường. Họ đã vượt qua những đội bóng có thể vượt mặt bằng tài năng chứ không phải may mắn. Có thể nói sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây đã giành được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam sẽ là tuyển Nhật Bản sau khi giành chiến thắng Ả Rập Xê Út vào 18 giờ ngày 21 tháng 1 2019 vừa qua.